hướng dẫn thanh toán tiền điện qua Techcombank. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập hệ thống ngân hàng điện tử với vai trò người tạo lệnh trong doanh nghiệp. Bước 2. Chọn tính năng thanh toán trực tuyến. Chọn dịch vụ cần thanh toán, Điện lực Việt Nam. Bước 3. Nhập thông tin thanh toán tiền điện, mã khách hàng do điện lực cung cấp. Quý khách kiểm tra lại thông tin trước khi xác thực giao dịch. Bước 4. Quý khách thực hiện quét hoặc nhập số tham chiếu vào ứng dụng Smart OTP trên thiết bị di động hoặc nhập số tham chiếu vào token nâng cao để lấy mã xác thực để xác thực và hoàn tất giao dịch. Bước duyệt lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập hệ thống ngân hàng điện tử với vai trò người duyệt lệnh trong doanh nghiệp. Bước 2. Chọn tính năng duyệt giao dịch. Bước 3. Quý khách chọn loại giao dịch cần phê duyệt. Hệ thống cho phép duyệt chi tiết từng lệnh hoặc duyệt nhiều lệnh cùng một lúc. Giao dịch tạo lệnh thành công. Bước 4. Quý khách kiểm tra thông tin chi tiết của giao dịch trước khi duyệt lệnh. Bước 5. Quý khách thực hiện quét hoặc nhập số tham chiếu vào ứng dụng Smart OTP trên thiết bị di động hoặc nhập số tham chiếu vào token nâng cao để lấy mã xác thực để xác thực và hoàn tất giao dịch. Duyệt giao dịch thành công. Nếu giao dịch bị lỗi, quý khách chọn trả lại để chuyển giao dịch cho người tạo lệnh.